Trong bài lắp 1 bài 2 sẽ yêu cầu chúng ta là tạo một cái project để test. Thì chúng ta sẽ vào New, chọn New Project. Và ở đây chúng ta sẽ chọn Java Project Net. Các bạn đặt tên là COM304. Kiểm thử nâng cao. Ba không bốn rồi, ok. Lab 1 bài 2. Rồi mình không cần tạo cái phần model này ha. Như vậy mình đã có được lab 1 bài 2 ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi add cái thư viện vào. Các bạn chọn chuột phải vào cái project, chọn build path, chọn config build path. Ở đây các bạn sẽ chọn xuống cái class ha, class path, và chọn add library reunit net. Chúng ta chọn năm luôn, rồi đóng lại. Chúng ta đã có thư viện. Chúng ta click chuột phải, chọn New Class. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn viết một cái class để tìm min max ha. Mình tạm gọi cái class này là tính toán. Và package thầy để là poly. Package poly tính toán. Trong class này chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm tìm min của dãy đi. Min của dãy, mình có một cái dãy x và mình cho min bằng x không for INTI 2.x. Nếu min lớn hơn y, nếu min lớn hơn y thì min bằng y. Và cuối cùng chúng ta sẽ return cái min mà chúng ta đã có hàm min. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy và chúng ta tìm hàm max. Chúng ta có max của dãy. Chỗ này các bạn sẽ đổi cho thầy max. Rồi, được chưa? Như vậy mình đã xong min max. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tạo một cái lớp để test hai cái hàm này xem đúng hay sai. Và tại thời điểm này thì dev đã công bố là code xong ha. Dev công bố là code xong. Mình qua phần cunit và các bạn chọn để mà tạo ra cái class test. Và mình test cả hai hàm. Mình không cần đến cái phương thức này, chưa cần ha. Rồi setup tdown cũng không cần luôn. Rồi các bạn bỏ này. Như vậy thì cái kết quả của mình đã cơ bản là xong rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ đưa vô đây một cái mảng. Một cái mảng bất kỳ, min max bất kỳ. Như vậy chúng ta sẽ đưa vô một cái mảng ngẫu nhiên đi các bạn. Rồi trong mảng này thì nếu như mà mình tìm min. Min thì mình sẽ thấy là số 2 là min. Ok. Như vậy chỗ này mình sẽ in cái kết quả mình mong muốn là số 2. Và mình sẽ dùng cái ascend để mình đi ascend equal
mình sẽ tìm giữa cái result, so sánh giữa cái result và cái kết quả nó trả về xem thì nó thế nào. Như vậy mình đi tìm min, và tương tự như vậy chúng ta sẽ đi tìm max. Như vậy trong dãy này chính là lớn nhất. Và kết quả mong muốn của chúng ta kiểm thử là 9. 9 là lớn nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử xem kết quả kiểm thử như thế nào. Đây. Các bạn thấy là một cái test min là bad nè, đúng với yêu cầu. Một cái test max là fail. Trong đó nó hai test lỗi thì không, nhưng mà fail là một. Như vậy mình coi thử chỗ này sai. À, min của mình là mình tính là 2 mà trả về 9. Lý do tại sao? Đây là nhiệm vụ của tester đây. Đây là công sức của tester đã phát hiện ra dev hình như có vấn đề. Như vậy các bạn vô ở chỗ mask này, đúng không? Hàm mask của mình bị sai nè. Mình vô chỗ mask nè, các bạn lấy chuột ở đây là nó sẽ nhảy đến cái hàm mask của mình nè. Và mình sẽ click control, click vô đây, hàm mát. Sai gì ta? Sai gì nào? À, đây là hàm mát. Nãy mình copy xuống mà mình quên sửa ở đây nè. Như vậy thì nếu hàm mát mà mát nhỏ hơn y thì chúng ta sẽ gán mát bằng y. Rồi bây giờ chúng ta chạy lại. Các bạn có thể là rerun test. Rồi, ok, hay quá. Như vậy chúng ta đã test max bad, test min bad. Như vậy các bạn đã thực hiện được một cái dự án mới có hai phương thức. Hai phương thức là phương thức min, phương thức max. Và chúng ta xây dựng một cái class là test của GenieTest. Và chúng ta đưa dữ liệu đầu vào. Chúng ta lấy kết quả đầu ra và chúng ta dùng cái Azure Echo này để chúng ta so sánh. Sau khi các bạn chạy xong thì nó báo kết quả cho chúng ta ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh của thầy nhé.